nó thích anh cũng ừ luôn hả? Ước mơ có thể trở thành sự thật. Chú mày có tài, mà trong một cái bên ngang tay như vậy, biết bao giờ mới khá lên được. Mình phải ngồi ích kỷ. Đón xem Tình Đầu Thơ Ngây lúc 21 giờ ngày 3 tháng 2 năm 2022 nhằm mùng 3 Tết trên UTV. I went on the road with my son David to explore the stories of mothers of musicians. Music bonded the two of us. I saw how hard my mother worked to keep my family together. No modern mom's gonna say yes to your child wanting to be in a rock band. She just taught me everything. Music is mine and her thing. I love it with all my heart forever. Brand new from cradle to stage. Từ nãy tới giờ em đọc câu chuyện gì rồi? Hồi nãy giờ em đọc một câu chuyện kinh nè, dị nè, chinh nè, thám nè, sợ nè, hải nè, tình nè, cảm nè, lãng nè, mạng, ngôn, tình. Và hãy nhớ tại app Charada, app đọc truyện chat hàng đầu châu Á. Xin chào tất cả quý vị đang theo